Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng. Những người tuổi này cũng có khá nhiều buồn bã lo âu, lúc tiền vận, đến trung vận và hậu vận thì cũng bớt lo lắng được phần nào, nhưng số không có được cuộc sống giàu sang phú quý, cho nên cuộc sống gặp rất nhiều những trở ngại khó khăn. Tuy nhiên bản mệnh lúc này đã trải qua gần 70 mùa xuân của cuộc đời, không còn quá coi trọng vinh hoa phú quý, sống an nhiên mạnh khỏe mới là điều quan trọng nhất. Nếu quý vị đồng tình với quan điểm này, hãy ngồi xuống uống một tách trà và cùng nhau hàn huyên trò chuyện cùng với Phong thủy Gia Cát về bộ môn tử vi số mệnh, xem phần nào thuận, phần nào chưa xuôi và từ đó thì chúng ta sẽ có sự chiêm nghiệm và truyền lại cho con cháu quý vị nhé. Xin mời! Gia chủ nữ mạng Quý Tỵ sinh năm 1953, có cung mệnh thuộc cung Khôn, mạng trường lưu thủy, nước chảy dài, xương con rắn, tướng tinh con chó sói, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi cuộc đời nữ mạng tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 thông qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, cung Khôn mạng thủy nước đầy chảy ra, nếu nàng sinh thuận mùa đông, giàu nghèo cũng xứng tấm thân thanh nhàn, xuân hạ sinh ra khổ bần, chịu phần khổ sở lắm lần gian nan. Số này có chết một lần, nhưng nhờ âm đức thánh thần trở che, lỗi số vận mệnh đổi đời, ly hương tổ quán ở thời mới an. Anh em có kẻ giàu sang, ta nghèo phải chịu, khó toan cậy nhờ. Ngày mai mọi sự thành công, thanh nhàn giàu có hưởng phần ấm no. Tổng quan, cuộc đời của những người Quý Tỵ nữ mạng do có nhiều lo âu phiền muộn vào tiền vận và trung vận, đến hậu vận mới giảm bớt phần nào. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn trắc trở, khó được hưởng vinh hoa phú quý. Những người này hưởng thọ trung bình từ 73 đến 78 tuổi. Nếu muốn tăng niên kỷ thì phải sống phúc đức, làm nhiều việc thiện. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nữ mạng tuổi Tỵ có thể chia ra thành 3 trường hợp như sau. Bạn có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi tình duyên trong cuộc đời nếu sinh vào những tháng sau đây: 4, 9 và 12 âm lịch. 2 lần thay đổi tình duyên trong cuộc đời nếu bạn sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch. Chuyện tình duyên viên mãn, vợ chồng sung sướng hạnh phúc đến trọn đời, không có sự thay đổi nào trong đường tình duyên nếu bạn sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Gia đạo công danh, gia đạo có nhiều phiền muộn vào tiền vận và trung vận, đến hậu vận mới vui vẻ, hạnh phúc. Công danh trải qua nhiều thăng trầm và đạt đỉnh vào trung vận, sự nghiệp không có nhiều thuận lợi, phải qua 30 tuổi tài lộc mới thực sự đủ đầy. Tuổi hợp làm ăn, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu là những tuổi bạn nên hợp tác làm ăn, sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn và thu về nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, cuộc sống không phải luôn gặp được những người cùng năng lượng và đem lại cho mình những điều tốt đẹp. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những nhân khí xấu, những kẻ tiểu nhân hãm hại, những điều thị phi, tai ách do số mệnh tác động. Bằng chứng là trong năm 2022 này, tử vi số mệnh chỉ ra nữ chủ sinh năm 1953 gặp sao Thổ Tú. Sau này tuy không gây ra tổn thất nặng nề nhưng cũng dễ vướng phải nhiều điều xấu liên quan và dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn. Hạn sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa, không an yên hay ngủ mê. Do đó, để tăng cường vận khí cát lành, chiêu đón nhân khí tốt đến với mình, hóa giải những vận xấu bao quanh, quý gia chủ nên thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình. Ở đây tuổi Tỵ nên sử dụng vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng được làm từ một trong những loại gỗ quý hiếm nhất trong phong thủy để kỵ tà, đó chính là gỗ huyết long, kết hợp với 3 viên đá mã não. Mã não đỏ có khắc hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa tiến tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân, dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại sau lưng. Và khi không còn điều xấu nào xảy ra đến với mình nữa thì chắc chắn điều tốt đẹp sẽ đến với mình, từ đó tài lộc hạnh phúc sẽ đến. Đặc biệt, để phát huy công năng tốt nhất, vòng tay tam hợp quý nhân trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp, sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng, có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ.
lựa chọn vợ chồng, kết hôn với các tuổi Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu, Kỷ Hợi và Tân Sửu thì cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc trọn vẹn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Nếu bạn kết hôn với các tuổi Giáp Ngọ, Mậu Tuất, Canh Tý và Nhâm Thìn thì cuộc sống của bạn chỉ hạnh phúc về mặt tình cảm, còn mức sống của gia đình bạn chỉ ở mức vừa phải mà thôi. Còn nếu bạn kết duyên với hai tuổi Bính Thân và Mậu Thân thì cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên kết hôn vào các năm 21, 27, 33 và 39 tuổi để tránh những chuyện không vui trong hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, Nhâm Dần và Canh Dần là hai tuổi Đại Kỵ đối với bạn. Bạn không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với hai tuổi này, nếu không thì bạn sẽ bị thua lỗ hoặc giang dở trong hôn nhân. Gặp tuổi Đại Kỵ thì phải hết sức thận trọng và giản dị trong mọi việc. Nếu lỡ chót yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới xin linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám thì sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phước đức thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, tuổi Quý Tỵ nữ mạng sẽ gặp khó khăn nhất vào các năm 23, 27, 31 và 37 tuổi. Bạn nên hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc, phòng trừ những chuyện bất lợi, rủi ro hay ốm đau bệnh tật. Tai ách bất ngờ sẽ đến, công danh sự nghiệp và tiền tài vào những năm này không được hanh thông suôn sẻ. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xích mích, bất hòa, những ý tưởng mới, những dự định lớn, bạn nên đợi những năm này qua đi rồi hãng thực hiện thì sẽ thu được nhiều kết quả hơn. Trong năm nay, nữ mệnh sinh năm 1953 gặp sao Diêm Vương. Người xưa đúc kết, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, vậy nên bản mệnh đang ở trong độ tuổi suy giảm sức khỏe, cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt để tránh đau ốm, bệnh tật. Và nếu cần thiết thì hãy mang theo bên mình vòng bát bảo tâm kinh để chiêu cầu sức khỏe, bình an đến với mình. Đây chính là pháp khí hàng đầu của nhà Phật nên có sức mạnh vô cùng lớn. Cụ thể, mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh lịch, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn và cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Quý Tỵ nữ mạng thích hợp xuất hành vào ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Nếu bạn xuất hành vào thời điểm này, bạn sẽ luôn gặp may mắn và thành công. Diễn biến từng năm, từ năm 20 đến năm 25 tuổi, vận may sẽ đến với bạn trên con đường công danh và tình cảm, còn tài lộc thì ít hơn. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, sự nghiệp có phần đi lên nhưng gặp nhiều khó khăn, tài lộc và tình cảm sa sút. Từ 31 đến 35 tuổi, công việc suôn sẻ, tiền bạc dồi dào nhưng vẫn cần chi tiêu sao cho hợp lý. Từ 36 đến 40 tuổi, sự nghiệp bước vào giai đoạn ổn định, bạn nên chăm lo tới gia đình, con cái. Từ 41 đến 45 tuổi, nhiều điều không hay sẽ xảy đến với bạn như ốm đau, bệnh tật, hao tiền tốn của. Nếu bạn sinh con vào giai đoạn này thì tình hình sẽ được cải thiện hơn. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, tài lộc và cuộc sống gặp nhiều thuận lợi, may mắn nhưng bạn vẫn cần cẩn trọng trong mọi việc. Từ 51 đến 55 tuổi, mọi thứ đều ổn định, không có bất cứ biến cố nào xảy ra, gia đình êm ấm và hạnh phúc. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi trọn đời tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối. Vậy nên, những kiến thức tử vi mà chúng tôi chia sẻ chỉ mang tính chiêm nghiệm. Số phận còn lại thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và an lạc, hanh thông.